sáng ra đen thế. Rồi bố điện thoại cầm. Mày rơi vào hố mắm tôm hay sao mà thối thế? Ông công, về tắm đi mày. Tao đang đi về tắm đây, chúng mày chặn tao làm gì? Tao linh cảm hôm nay mày đen lắm đấy. Coi đi cúng đi. Và vẩn. Ngon không? Ngon đấy. Bánh mốc mà vẫn thấy ngon. Anh ơi. Mày, bánh mốc mày cứ vứt đi mà để lên gì? Nãy tao tính bóc ra ăn mà mở ra bánh mốc hết rồi. Chưa kịp đi vứt. Mày. Thôi thôi thôi, hạ hỏa, ăn kem 35 đi. Đây, ăn đi. Miếng ăn đến mồm rồi còn tuột. Mày đen thật đấy. Anh cười gì? Còn kem không? Cây cuối rồi, dạo này kem 35 bán chạy lắm. Đi xả xui đi, không phải còn đen nữa đấy. À đây, tao còn kem này. Ê ê, từ từ. Kem 35 fake rồi, người ta lừa mày rồi. Lừa lừa thế nào? Tao mua ở cửa hàng mà. Đây. Kem 35 chuẩn này, nó phải như này này. Logo của kem 35 chính hãng sẽ có hai hình elip lồng vào với nhau. Bên trong nền trắng hơi lệch lên phía trên một chút và số 35 màu đỏ. Thương hiệu kem 35 chữ màu đỏ viền trắng uốn lượn đẹp mắt. Không như kem giả, mẫu mã phèn, xấu, ăn lại còn không ngon. Sao bỏ hết rồi? Thì tao mua hết mà. Quả thèm ăn. Thôi, tao ra ngoài đi kiếm gì ăn đây. Trở lại nhá. Ngày gì đúng đen. Ai ô. Trời, chắc chắn do cái bánh hết hạn của con Nhi. Ấy, Bảo đại gia hôm nay lại dùng cục gạch cơ à? Ui giời ơi. Điện thoại rơi xuống cống. Giờ dùng tặng cái này. Mày có vẻ không tiếc tiền nhở? Thôi thôi, tao có việc. À, khoan đã. Mày nhà giàu như thế, hay là có dùng iPhone không? Tao bán cho. Phôn phủng đi. Tao có việc. Từ từ đã. Đấy. Ui. Xịn ấy, kiếm đâu ấy? Tao mới mua đấy. Phép. Mày mua bán gì? Lấy được của người ta đi, trả lại người ta đi. Không, người ta là bán trộm. Mày nhìn mặt tao giống ăn trộm lắm à? Quân tử phải gọi tao là cụ nhá. Rồi 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 rồi, cho tao đi cái. Đấy, con ngã. Mua đi, tao để lại cho. Thôi, tao không mua đâu. Ok, mày tao mua thật mà. Tao lấy uy tín của tao để đảm bảo luôn. Thì làm sao? Thì bây giờ tao muốn bán lại. Mày điên à? Người mua xong mày đã bán rồi. Tao mua 2 triệu đấy. Nhưng mà giờ đang cần tiền học phí, bán lại cho mày 1 triệu thôi, mua đi. Thôi tao xin mày đấy, mày mua trái đứa khác đi. Này, mày không mua thì đừng hòng đi ra khỏi đây nhá.